Vợ tôi quên xóa lịch sử trình duyệt của mình. Tôi không thể nào tin vào những gì đã tìm thấy. Bạn có biết rằng khi mà người Ai Cập cổ đại ướp xác, họ sẽ dùng một dụng cụ dài khoảng 18 cm đập vỡ xương mũi của xác chết, chọc và kéo phần óc ra ngoài. Đó thì là thực tế của 2.000 năm trước. Vậy thì nó có liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay? Trong video này là một câu chuyện được lấy từ mục No Sleep trên Reddit, bao gồm tất cả những câu chuyện kinh tởm, bẩn tưởi và đáng sợ nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Hãy cùng đón xem. 4 giờ 34 phút chiều. Làm thế nào để ngăn chồng lừa dối? Tôi chỉ vừa mới nhấp vào tab lịch sử để xóa thứ cuối cùng mà mình vừa duyệt quét. Vội vàng tôi kéo con chuột lên và nhìn thấy cái dòng tìm kiếm kỳ quái kia. Chả nhẽ cô ấy đã biết rồi. Tôi và Ami, cô tình nhân bé nhỏ, cực kỳ là cẩn thận. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau khi mà có sự hiện diện của vợ tôi, chứ đừng nói đến việc làm bất cứ điều gì có thể làm dấy lên nghi ngờ. Không có cách nào vợ tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả khi cô ấy đã lén xem qua điện thoại của tôi. Với một trái tim nặng trĩu, tôi đã buộc mình phải xóa bất kỳ bức ảnh nude nào mà Ami đã gửi, mọi lịch sử gọi điện và tin nhắn, mọi thứ vô cùng sạch sẽ. Ami là nhân viên mới, và ngoài việc trở nên tuyệt vời trong công việc của mình, cô ấy còn xuất sắc trong việc thu hút sự chú ý của nam giới. Mọi người đều yêu mến cô. Cô ấy xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc, và những cái đường cong của xác thịt có thể khiến tất cả đàn ông quay đầu ngoái nhìn. Lúc đầu tôi đã cố gắng phớt lờ Ami, thậm chí là còn tìm cớ để về nhà sớm. Nhưng cuối cùng, tiếng cười khúc khích quyến rũ của cô ấy cũng đã khiến tôi phải đổ gục. 4 giờ 37 phút chiều. Ly hôn tốn bao nhiêu tiền? Những giọt mồ hôi túa ra trên trán tôi. Cái gì? Có phải vợ tôi đã lên kế hoạch ly hôn? Nhưng mà tại sao? Không có cách nào cô ấy biết về Ami và tôi. Cô ấy cũng có nhân tình chăng? Có phải là đã lên kế hoạch buộc tội tôi ngoại tình? Tất cả trong khi đi với một chàng nhân tình nào đó mà đã gặp tại lớp học yoga của cô ấy. 4 giờ 39 phút chiều. Tại sao con người lại cảm thấy cảm xúc? Tôi mím môi. Nếu bằng một phép lạ nào đó, vợ tôi đã biết về cuộc tình vụng trộm, Tôi không thể nào tưởng tượng được cảm giác của cô ấy như thế nào. Sáng nay tôi thức dậy muộn và tìm thấy một ghi chú trên bàn bếp, nói rằng cô không muốn đánh thức tôi và ra ngoài làm những việc lặt vặt vào thứ Bảy như thường lệ. Tôi gần như cảm thấy bắt buộc phải gọi cho cô ấy. Và tôi nao núng khi một giọt máu lớn rơi xuống bàn phím. Cái quái quỷ gì thế này? Bản năng đầu tiên là nhìn lên trần nhà. Không hề có gì. Một mùi kim loại nồng nặc khiến cho tôi tỉnh táo trở lại. Tôi chùi tay lên mặt. Một vết bẩn màu đỏ tươi trên lòng bàn tay. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và hoảng hốt. Tôi chưa bao giờ bị chảy máu cam trước đây, ngoài lần của bóng đá đập thẳng vào mặt ở trường trung học. Tôi ngẩng đầu lên, vùng vẫy đứng dậy lao vào phòng tắm, hai tay ôm lấy cái mũi đang nhói đau của mình. Khi mà tôi đã cố gắng cầm máu và tự làm sạch, tôi quay trở lại máy tính. 4 giờ 44 phút chiều. Phần nào của bộ não chịu trách nhiệm cho tình yêu? Đây là một tìm kiếm cụ thể rất kỳ lạ. Tôi không thể nào nhớ vợ tôi đã từng quan tâm đến khoa học hoặc là sinh học như vậy. Tôi đã kiểm tra tài khoản đã đăng nhập vào trình duyệt. Có lẽ đây hoàn toàn là lịch sử của người khác, hoặc là có thể máy tính đã bị hacker tấn công. Dường như mọi thứ đều theo thứ tự. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của vợ mình nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Rốt cuộc là cô ấy định làm gì khi mà tìm kiếm cách cấu tạo của bộ não? 4 giờ 49 phút chiều. Acer Basin là gì? Cái gì đây? Tôi chưa bao giờ nghe nói về thuật ngữ này trong đời. Thậm chí là còn ngần ngại trước khi nhấp vào nó, và háo hức tìm hiểu xem vợ tôi đang lên kế hoạch gì cho chúng tôi. Tôi ước gì đã không nhấn vào đó. Khi kết quả xuất hiện trên màn hình, dạ dày của tôi rộn rạo và bịt miệng lại như một phản xạ. Những hình ảnh đủ trực quan để bàn tay tôi không ngừng run rẩy. Nhưng một cái đoạn văn ngắn in đậm đã thu hút sự chú ý của tôi. Một tục lệ cổ xưa liên quan đến việc ướp xác, sử dụng một dụng cụ dài 6,8 inch đưa vào thông qua một lỗ đục của xương mũi. Một số phần của não sẽ được quấn quanh cây gậy và kéo ra ngoài. Các phần khác của não sẽ bị hóa lỏng. Trái tim tôi đập mạnh vào lồng ngực. Tôi nhấp vào nút back và xem tiếp lịch sử tìm kiếm. Năm giờ không một phút chiều. Một người có thể sống mà không có vùng dưới đồi không? 5 giờ 05 phút chiều. Vị trí của vùng dưới đồi. 5 giờ 11 phút chiều. Bao nhiêu temazepam là an toàn? Temazepam là một loại chất an thần. Cả người tôi run lẩy bẩy khi đọc, nhưng không thể nào rời mắt. Tôi đắm chìm đến nỗi thậm chí là không nghe thấy tiếng đập cửa trước. Anh yêu, em về nhà rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, quá sốc để trả lời. Tôi nên nói cái gì đây? Làm thế nào có thể hỏi cô ấy về tất cả những điều này? Xin chào, cô ấy lại gọi. Đôi giày cao gót bước dần về phía tôi. Này, tôi nghẹn ngào ném một khăn giấy vào ngăn kéo. Thế nào rồi? Tất cả. Cô ấy mỉm cười khi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh có khỏe không? Tối hôm qua anh đã uống khá là nhiều đấy. Anh... tôi lắp bắp. Anh đã uống rượu ư? Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể không chắc liệu tôi có đang nói đùa hay không. Cái này anh... tất cả những thứ này là gì vậy? Tôi hỏi và chỉ vào màn hình máy tính. Cô ấy cùng tôi ngồi vào bàn làm việc, cau mày nhìn bề mặt gỗ dính sần sùi. Cái gì cơ? Tôi mới chỉ vào lịch sử duyệt quét. Ngón trỏ của tôi run rẩy rõ ràng trong không khí. Cô ấy đỏ bừng mặt, hai đốm hồng xuất hiện ở trên má. Chà, chính anh đã nói rằng chúng ta có thể thử mà. Vì vậy em phải nghiên cứu một chút, nhớ chứ? Cái gì? Anh đã nói rằng chúng ta có thể thử cái gì? Cô ấy vẫy tay một cách miễn cưỡng. Cái gì đó, Acer, cái gì đó, anh đã biết rồi mà. Máu tôi chảy nhanh hơn trong huyết quản. Karen, em đã làm gì vậy? Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, một vệt máu đã rơi xuống thảm. Và sau đó là nhiều máu hơn nữa. Karen nhìn tôi, làn da của cô ấy trở nên nhợt nhạt. Đột nhiên một cục thịt nhỏ thoát ra khỏi lỗ mũi của tôi và lăn xuống phía trước áo sơ mi. Cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào nó trong sự im lặng và bàng hoàng. Sau đó vợ tôi hét lên, quay gót để chạy trốn khỏi phòng. Nhưng mà tôi đã đuổi kịp cô ấy và đè hẳn vào tường. Nói cho anh biết, em đã làm cái quái gì vậy? Cô ấy cố gắng chống lại, quằn quại dưới sự kìm kẹp. Nhưng tôi giữ chặt hơn. Máu chảy vào miệng và xuống hẳn cằm tôi, làm vấy bẩn quần áo của cả hai. Làm thế nào mà anh không nhớ vậy? Cô ấy rít lên, cố gắng thúc khuỷu tay vào xương sườn tôi. Anh không nhớ mình đã làm gì ư? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn, cố gắng hết sức để nhớ lại bất kỳ ký ức nào từ đêm hôm trước. Không, tôi đã làm cái gì? Anh trở về nhà sau giờ làm và thú nhận rằng anh đang ngoại tình với Ami. Cô ấy khóc nức nở. Anh nói rằng không hề muốn yêu cô ấy, nhưng ngủ với nhau một chút thì có sao chứ? Tôi lặng lẽ đứng đó, nghiền ngẫm điều cô ấy vừa nói. Chúng ta cần gọi xe cứu thương. Karen hét lên, cố gắng kéo tôi ra. Cái quái gì rơi ra từ mũi anh vậy? Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi dò hỏi, trái tim thực sự đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Hãy nói cho anh biết những gì em đã làm. Cái quái gì vậy John? Cô ấy hét lên. Chúng ta say rượu được chứ? Chúng ta thực sự điên rồ rồi. Và sau đó anh nói rằng biết một cách để khắc phục tất cả những cái điều này, để sửa chữa cuộc hôn nhân này. Anh nói rằng có một thứ gọi là vùng dưới đồi ở trong não người, và nếu mà loại bỏ nó sẽ ngăn anh tiếp tục yêu Ami. Tôi cảm thấy như mình có một trải nghiệm điên rồ. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Cô ấy đã thực sự cố gắng loại bỏ một phần não của tôi và... Khoan đã, tôi thì thầm. Ami là ai? Biểu cảm của cô ấy khiến tôi cảm thấy ngu ngốc vì không nhớ ra. Tôi biết cái tên đó, Ami, nghe có vẻ rất là quen thuộc, nhưng tôi không thể nào nhớ ra. Cái gì? Ý anh là quái gì vậy? Cô ấy tỏ ra hoang mang. Ami là cô gái mà anh đã lừa dối tôi trong suốt 6 tháng qua. Tôi không... Tôi nói, thả vợ ra và rũ rượi ngồi xuống sàn nhà. Tôi không thể nào nhớ ra. Karen nhìn chằm chằm vào tôi. Chiếc áo blue trắng của cô ấy giống như vừa bước ra từ một vụ thảm sát. miệng cô ấy ấn thành một đường mỏng. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi thì thầm. Cô ấy im lặng thêm một lúc, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ. Anh yêu, điều gì sẽ xảy ra nếu em thay vào đó vô tình đâm vào vùng hải mã của anh? Cái gì? Điều đó không có ý nghĩa gì với tôi. Vì chúng ta, mẹ kiếp Karen, tôi không phải là một cuốn bách khoa toàn thư chết tiệt. Khai sáng cho tôi đi. Hồi hải mã là cái quái gì vậy? Không có gì có thể cứu rỗi tôi nữa khi những gì cô ấy nói tiếp theo. Anh yêu. Cô ấy khóc nức nở. Em đang là một bác sĩ, và em biết rõ rằng hồi hải mã là phần chứa ký ức của bộ não.